Dạ thưa sư, cho con hỏi 16 tầng tuệ được Đức Phật dạy trong bài kinh nào trong hệ thống kinh Nguyên Thủy? Nếu không có thì sự thêm vào sau này của các sư có phạm vào tội phỉ báng Đức Thế Tôn hay không? Và 16 tầng tuệ đó có tương quan gì với thiện tứ niệm xứ? Cái việc đầu tiên á, là quý vị chưa gì quý vị đã khẳng định rồi. Chưa gì là quý vị đã khẳng định rồi. Khẳng định là các sư, cái kiểu hỏi của quý vị là cái kiểu hỏi khẳng định, chứ nó không phải là một cái kiểu hỏi thông thường. Tại sao sư im lặng? Tại vì sư có một cái băn khoăn như vậy, là khi mà mình không có học á, thì mình sẽ có những cái băn khoăn, có những cái nghi ngờ mà lẽ ra nó có thể giải quyết được nếu như mình có học. Quý vị học kiến thức Phật pháp căn bản, và quý vị học Pali, học học la cao hơn nữa, quý vị học Pali thì phải nói là các sư đỡ mệt nhiều lắm. Những câu hỏi mà các sư nhận được từ xưa tới giờ đa phần đều quy vào một cái chuyện là mình chưa có học không. Mà nếu như quý vị chịu dành thời gian tự mình học, bản thân mình giải nghi cho mình rất là nhiều vấn đề, chứ không cần phải đem lên để mà hỏi các sư suốt một tu cách mạng như vậy đâu. Đương nhiên quý vị hỏi thì các sư vẫn trả lời, nhưng mà sư thì vẫn khuyên giải quyết cái gốc là vẫn nên đi học. Sư nói thiệt 16 cái gọi là 16 cái tuệ này đó, sư nói thứ nhất là cái tên Pali của nó đó là có ở trong chú giải, nhưng mà nó không nằm ở cùng một chỗ thôi, tức là nó nằm rải rác trong chú giải, có khi chú giải ở cái bộ tập này, chú giải tập khác, và các vị sau này không biết ai, không biết vị nào thôi, nhưng mà các vị đó tập chung lại là 16 phần. Thì sư không có phản bác cái đó, tại vì rõ ràng là nó có nằm ở trong chú giải. Và một điều sư cần phải lưu ý với quý vị là 16 cái này nó không gọi là các cái tầng thiền tuệ, mà nó phải dùng cái từ là 16 cái trí tuệ quán, chứ không gọi là 16 tầng thiền tuệ. Bởi vì cái gọi là 16 tầng thiền tuệ á, nó là một cái dạng gọi là cái sở chứng sở đắc. Nó kinh khủng tới cái mức độ là người ta còn nói như thế này nè. Là bây giờ anh chứng đến cái tuệ thứ 9, thứ 10, thứ bao nhiêu đó, rồi sau này cái dòng luân hồi anh vẫn giữ ở đó nha, cái sở chứng anh vẫn giữ ở đó. Rồi tới cái kiếp cuối á, là coi như anh chỉ việc anh chứng những cái tuệ cuối thôi, còn lại anh đã chứng xong rồi, những cái tuệ trước anh đã chứng xong rồi. Nó nguy hiểm tới mức độ đó. Nó nguy hiểm ở chỗ nào? Đó là người ta rơi vào cái thường kiến, người ta không biết. Người ta cứ nghĩ người ta hay. Nhưng mà khi mà mình cho là các cái tầng thiền tuệ là một cái sở chứng ấy, là mình rơi vào một cái thường kiến là nó bất di bất dịch. Nhưng mà xin thưa, nó chỉ là 16 cái trí tuệ quán, mà mỗi một hành giả tứ niệm xứ khi vị đó thực hành, vị đó đều có thể trải qua, đều có thể trải qua. Cái sự trải qua đó có thể nó đi đến một cách tuần tự, có thể, hoặc là nó không tuần tự. Nhưng mà mỗi một vị hành giả tùy cái ba la mật khác nhau, tùy cái mức độ định khác nhau, tùy mức độ thực hành thiền quán khác nhau, mà cái độ mạnh yếu của các cái trí tuệ quán đó nó sẽ rõ ràng hay là nó sẽ mơ hồ, nhưng nó sẽ có. Và sư dám khẳng định một chuyện, mặc dù sư chưa chứng đắc gì cả, đó là 16 trí tuệ quán này phải được gọi là 16 trí tuệ quán, chứ không thể gọi là 16 tầng thiền tuệ theo cách hiểu là một cái sở chứng nào đó. Tuy nhiên nếu như mà ai đó cứ thích tự hào về mấy cái sở chứng sở đắc đó thì chắc chỉ có nước là bây giờ mình mua cát đá xi măng mình xây tòa xây mình ngồi thôi, chứ biết sao giờ.
Cho nên là sẵn đây thì đó, sư phân tích như thế. Còn nếu quý vị đặt cái kiểu câu hỏi là mình chưa gì hết, là mình đã khẳng định rồi, một cái kiểu hỏi là để khẳng định là bác sư là phải đồng ý với cái ý kiến của quý vị, thì sư e là sư phải làm quý vị thất vọng. Bởi vì mình phải nghiêm túc và mình phải công tâm. Và không biết là về cái vấn đề này thì Đệ Đức Tuệ Tư khi mà du học ở Miến thì có cái nhìn như thế nào? Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, riêng câu hỏi này á, thú thật quý vị nha, là như cách đây khoảng một tháng tháng trước, khoảng nhiều tháng trước, có một vị sư cũng là tỳ kheo, một vị sư đó đó cũng quen thận sư, thì cũng hỏi câu tương tự như vậy nè, cũng hỏi sư là về việc 16 tầng tuệ minh sát này á, là nằm ở đâu trong hệ thống kinh nguyên thủy. Thì cách trả lời á của sư đối với cái vị này như này, tại vì khi á mà cái vị đó đó hỏi sư á, thì phần nào sư cũng biết được tâm ý vị đó muốn hỏi lại gì. Để cách trả lời sư ở thời điểm đó nha, sư trả lời ở thời điểm đó thì sư mới ghi nguyên văn á, nguyên văn trả lời qua tin nhắn Zalo là ghi như vậy. 16 tầng tuệ minh sát cụ thể chính xác nằm ở đâu á, thì có trong hai tài liệu, đó là Patisamvida tức là phân tích đạo và Visuddhimagga tức là thanh tịnh đạo. Riêng Visuddhimagga được coi là được xếp vào Anya, tức là gọi là tư tưởng đó. Tư tưởng của ngài chú giải sư Thái Cầu Xá đó. Còn bây giờ nè, còn cái cạnh hai nè, còn biết Bá Tý Sàm Bí Đa tức là phân tích đạo này á, là nguồn gốc sao Bá Tý Sàm Bí Đa, thì quý vị á, lên trang Tam Tạng Bali Biệt.net quý vị xem phần giới thiệu á, thì có nói Bá Tý Sàm Bí Đa nguồn gốc tại Bá Tý Sàm Bí Đa nha. Chú giải của tập kinh Bá Tý Sàm Bí Đa, chú giải của tập kinh Bát Thí Sa Bi Đa nha, có nghĩa là phân tích đạo á, có tên là Sắc Khâm Máp Bakasini. Bài kệ mở đầu của tập chú giải này cho chúng ta biết được tác giả của phân tích đạo đó, những đạo quyển phân tích đạo này nè, là của ngài Sariputta tức là ngài Xá Lợi Phất. Thì về quý sĩ mắt cá thì chắc quý vị cũng biết rõ, nghĩa là thanh đạo hồi nãy sẽ có nói đó, là thuộc về Anh Nhá, là tư tưởng của ngài Bút Thái Cổ Xá, ngài soạn. Riêng cái phân tích đạo này được xếp như thế nào, thì thưa quý vị, phân tích đạo được xếp ở trong tiểu bộ kinh, được xếp ở trong tiểu bộ kinh, thuộc tiểu bộ kinh, được các ngài trưởng lão thích trong bộ kinh. Tiểu bộ thì nằm ở tập 37 và tập 38. Thì ở nói về Tam Tạng kinh tiêu biểu ở ba nước quốc giáo, đó là Tam Tạng Miến Điện, Tam Tạng Sri Lanka và Tam Tạng Tích Lan, thì bác thì phân tích đạo này là được, cũng được xếp vào tiểu bộ, thì cái nguồn nó sẽ cung cấp rồi đó. Còn quý vị á, còn bản thân quý vị á, nói á, là quý vị cho xem á, là có quý vị nghe quý vị cho rằng á, là có đúng vào đúng có đúng là kinh nguyên thủy không, hay là có phải là Thế Tôn nói không, thì quý vị tự trả lời. Nhưng mà sư có một cái điều nhắn gửi vị nha, riêng về tài liệu phân tích đạo á, nói tác giả là ngài Xá Lợi Phất, thì quý vị hiểu rồi đó. Thế Tôn từng tuyên bố trong chánh kinh rằng, trong chánh tạng rằng, là những gì ngài Xá Lợi Phất giảng giải cho chư tỳ kheo và cả hàng cận sư nam cận sư nữ, những cái điều á, những bài pháp mà ngài Xá Lợi Phất giảng thì cũng tương đương, cũng giống như cái tinh thần giải thoát chánh pháp, như là lời dạy của Đức Thế Tôn đó. Thì quý vị sẽ tự là tự tự là người trả lời cái câu hỏi này không? Tại vì sư có cảm giác bản thân sư có cảm giác là cái, ngay cả bản thân vị sư hỏi sư á, và sư đọc câu hỏi nè, khi đọc câu hỏi của cái vị hỏi nè, thì hai người hỏi câu hỏi nè, thì đều có gọi là cảm giác như là hoài nghi. Cho nên nếu bây giờ sư khẳng định ở đây á, là đó,
đặc biệt tài liệu sẽ phân đạo này là ngài Sa Lợi Phất ở trong tiểu bộ vậy. Quý vị nói, quý vị cũng sẽ nói cái đó, nhưng mà cái đó lời nói của ngài Sa Lợi Phất mà, chứ đâu phải là Phật ngôn đâu. Mà tại sao lại xếp vô tiểu bộ kinh như vậy, trong tâm tạng như vậy đó. Rồi đó, rồi đem ra cái đâm ra cái cũng chẳng đi đến đâu. Cho nên là sư chỉ cung cấp cho quý vị thôi, quý vị hiểu như thế nào là tùy quý vị, rồi quý vị áp dụng. Nhưng mà riêng tài liệu phân tích đạo nha, của ngài Sa Lợi Phất nha, rất là quan trọng quý vị, chứ không phải đơn giản đâu. Rồi quý vị hỏi tiếp đó là, và 16 tuần tuệ có tương quan gì thiền tứ niệm xứ, có tương quan thưa quý vị, tương quan như thế nào? Nếu quý vị là người từng có nghiên cứu qua bài kinh Trạm Xe trong kinh Trung Bộ đó, thì kinh Trạm Xe tức là ẩn dụ cho các giai đoạn tu tập của sự phát triển 16 tầng, 16 tuệ minh sát, bao gồm có, thì trong cái Trạm Xe có nói 7 giai đoạn, đó là giai đoạn giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh, kiến thanh tịnh, đoạn nghi thanh tịnh, đạo phi đạo chi kiến thanh tịnh, đạo chi kiến thanh tịnh và chi kiến thanh tịnh. Bây giờ sư nói như nói với quý vị đó, quý vị cứ xem, quý vị cứ dò đi, rồi cái 7 cái giai đoạn này nè, quý vị xem bên 16 tại minh sát, quý vị xem có đúng là ông sư Tây Tường nói không, quý vị tự kết luận tự trả lời ha. Suy nghĩ đến đây chắc cũng là đủ cái những cái dự kiện để quý vị tự mình trả lời cho chính mình về cái câu hỏi này. À, cũng xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi này. Tôi thường đặc biệt là nhắc đến bộ phân tích đạo, thì cái bộ này á, ngài chánh thân người ta dịch rồi. Sư cảnh báo một số vị có một cái tâm lý là bây giờ tôi không tin cái gì hết, hoặc cái gì mà nó phù hợp với cái tâm tư tâm tính của tôi thì tôi mới tin. Đó là một cái tư tưởng rất là nguy hiểm. Bởi vì khi mình áp cái tư tưởng nó vào đó thì mạnh ai nấy tin, tức là cái bài kinh nào nó phù hợp với tôi thì tôi tin, bộ kinh nào phù hợp với tôi thì tôi tin, còn cái nào mà nó lạ với cái tư tưởng của tôi là tôi không tin. Tức là cái sự tin của mình trong tâm tạng có sự lựa chọn thì nó rất là nguy hiểm. Rồi sau này nó sẽ đẻ ra rất là nhiều những bộ phái, rồi mạnh ai nấy theo một cái phương pháp, rồi mạnh ai nấy bài xích. Cứ bài kinh nào mình không thích, cái bộ kinh nào mình không thích là mình không tin. Đó. Ừ, rồi đó, có vị thì nói bây giờ bằng chứng đâu nói ngài Xá Lợi Phất thuyết cái bộ là phân tích đạo. Sư cũng chẳng muốn trả lời, tại vì cái bằng chứng đâu để quý vị nói là ngài Xá Lợi Phất ngài không thuyết cái bộ này. Mà trong khi đó bây giờ mình không tin theo kinh tạng, bây giờ mình quý vị tin cái gì? Cái này sư mượn lời Giác Nguyên, em mượn lời ngài Giác Nguyên. Bây giờ đó quý vị muốn bác cái ông này rồi lại bác cái ông kia, bác hết bác tới bác lui, rồi quý vị tin ông nào? Tin cái ông thầy phàm đang đằng xương mà thịt đang dạy quý vị hơn là tin kinh tạng thì thôi. Thôi thì mỗi người có mỗi phước khác nhau, mỗi người mỗi ba la mật khác nhau. Sư mong là quý vị có được cái chánh kiến trong cái việc nghiên cứu kinh tạng. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.